Hello anh em, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với con game Lay. Và ở video này thì mình sẽ đi tìm những viên đá còn lại. Ở video trước thì mình đã tìm được 45 viên rồi. Ok, vào game thôi. Yeah. Đây, nói sơ lại một chút thì ở video trước thì mình đã tìm được 20 viên màu xanh lá và 20 viên màu đỏ rồi. Ở video này thì mình sẽ đi tìm màu vàng với màu xanh dương. Được rồi, phía trước mặt anh em đấy, ở bên phải là hòn đảo có chứa những viên đá màu vàng, và bên trái là những viên đá màu xanh đấy. Ở bên đảo màu xanh đấy thì tuyết bao phủ khắp hòn đảo luôn. Cái này giống như những cái phế tích đã bị cái kiểu như là nó bị cát nó bao phủ rồi này. Cái này giống như đỉnh của những ngôi nhà này. Vậy là mình đã nhặt được 5 viên đá màu vàng rồi. Ở video trước thì mình trong lúc bay linh tinh ấy, thì mình cũng đã nhặt được 4 viên. Nó rải rác khắp nơi này luôn. Bay cao lên. Đợi người ta đến nơi rồi hãy thả chứ hả? Trời ơi. Ui 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 ui, cá vàng. À, nơi này có cá vàng đấy. Ok, hạ cánh xuống đây. Viên đá thứ 6. Viên đá thứ 7 rồi. Còn 13 viên đá nữa. Bây giờ là trời nó kiểu như đang hoàng hôn ấy. Wow. Kia rồi. Ở đằng kia có một viên đá kìa. Lẽ ra thì cái viên đá màu vàng này ấy, nó nằm ở chỗ có cỏ màu xanh như thế này thì mình dễ phát hiện ra lắm. Lẽ ra là như thế. À đúng rồi, ở đây thì mình sẽ phải cần có con cua to này. Con cua to nó sẽ giúp mình cắt cái bụi cỏ kia đi. Đúng là con cua to đây này. Mà làm sao để mình kiếm được cái quả táo to ấy nhỉ? Ừ phải rồi, có thể là mình sẽ phải đến một cái nơi nào mà có cây táo để mà mình hái táo xem thử. Đúng thật, ở đây không có cây táo to. À. Được rồi. Vậy là mình phải đi hái táo rồi. À, có một viên đá đằng kia. Con cua nó sẽ phải đứng lên đó. 9 viên rồi. À, có một cái cần gạt này thì cần phải kích hoạt. Cần phải cua nhỏ. Ờ, có vẻ như là từ bây giờ cho đi là mình thấy mình cần phải dẫn cua theo rồi đó. À, có một viên đá dưới kia nhá, thấy rồi nhá. Phải làm sao để bay xuống. Đây là cái nơi mà ban đầu mà mình bay vào mà không được ấy. Mình nghi kiểu gì cũng có một viên đá nó được giấu dưới này mà. Thật sự vẫn chưa làm quen với cách bay ấy. Kia rồi, một viên dưới kia. Viên thứ 11. Oh yeah. Còn 9 viên nữa. Cái nhiệm vụ của mình ngoài nhặt đá ra, mình cần phải đi kích hoạt cái kiểu như là ấy, có một viên đá đằng xa kia kìa. Mình cần phải đi kích hoạt cái cần gạt để cho cái mấy cái totem nó phát sáng nữa. Đây rồi. Ấy, hạ cánh xuống nào. Rồi, 12 viên. Ở đâu nữa? Tiếp tục đi tìm thôi, còn 8 viên nữa. Và tìm cách giải câu đố ở đây nữa chứ hả? Hai viên luôn. Lấy viên dưới này trước đi. Đấy, được bao nhiêu viên rồi? 13 viên rồi. Mình sẽ phải hạ cánh bên trong này này. Đấy. Đúng rồi, sau đó mình chạy ra ngoài này nhặt thôi. Không thể nào mà mình có thể bay xung quanh cái nơi này được. Nó kiểu như nó vướng cái cánh mình vào ấy.
Hai táo nào, bây giờ thì dẫn cua đi qua bên kia. Gió ở đây to thật sự luôn ấy. À, con cua này thật sự nó đi theo mình này. Đó, đứng thì đó đi. Đúng rồi, cái cửa bên kia nó mở ra rồi kìa. Rất là lạ luôn. Cái con game này hình như nó bị lỗi hay sao? Ê, nó mở luôn cửa bên này rồi này. Oh yeah, trời đất ơi. Giờ mình hiểu rồi nhá. Bây giờ thì chặn gió ở đây lại thôi. Sau đó mình cho con cua đứng lên cái nút đằng kia. Rồi, chặn được rồi. Chặn được chưa? Chưa, chưa, chưa. Phải thế này mới là được này. Đúng rồi. Đi lên đây. Ôi, ở đây có cua này. Cua rất là nhiều luôn. Có khi là mình phải dẫn mấy con cua này lên trên kia ấy. Lên đó trước rồi tính. Đây nó xem tình hình thế nào đã. Phải rồi, ở trên này mình cần một con cua này. Rồi, ở đây có những ba con mà. Có khi ba con mình sẽ phải dẫn nó đi ba nơi ấy. Đây, đến đây. Đang lên, sắp đi, sắp trời sắp tối rồi, lên ăn tối thôi. Nào, cua đâu rồi? Ôi mẹ, cơ nghĩ nó rơi xuống dưới kia rồi chứ hả? Đó, vào đó. Giờ thì đứng yên nó đi. Giờ thì mình phải đi dẫn con cua thứ hai lên trên đó. Có cảm giác như mình đang ở trong một cái bể cá mini ấy. Đâu rồi, đâu rồi? Yeah. Đây rồi. No. Tại sao lại chạy ra ngoài ăn vậy hả? Phải ngoan ngoãn ngồi đây chứ. Đúng rồi. Cánh cửa dưới kia mở rồi. Yeah, đi xuống được không hả? Đi xuống được này, đi xuống được này. Đúng rồi. Quả đây rồi. Đi theo nào. À, quả táo của mình lúc nãy kìa. Con cua này nó hay lắm nha. Nó đi theo quả táo mà mình cầm trên tay thôi. Đâu rồi? Đi về hướng nào nhỉ? Thật sự quay rồi. Bên kia phải không? Đi qua đây nào. Wow, một cánh đồng hoa thật sự rất là đẹp luôn. Ấy đúng rồi, đúng rồi. Đi qua hướng này. He. Để nó ở đây. Xong rồi. Hy vọng là mình có thể gạt cái cần gạt này được. Đoạn này đi lên không được hả? Gạt được không? Hay là không đủ năng lượng? Yeah. Có gì đó khởi động rồi. Cái đập nước nó hạ xuống. Bây giờ thì nước nó đang chảy qua. À đúng rồi, mình sẽ làm sao cho cái ở đây có một cái bánh xe rất là to, nó làm sao cho nó quay được phải không? Á, cái kia. À, kia rồi. Viên đá màu vàng nó giấu ở đây. Sao mà đỡ được chứ hả? Giấu ở mấy chỗ thế này sao mà tìm được? Đã được 15 viên. À, viên thứ 16 ở trên cái hòn đảo bay kia kìa. Yeah. Đây là viên thứ 16. Chạy ở dưới mấy cái cây lớn này cảm giác như là mình đang ở dưới cái vườn táo ấy. À. Đúng rồi. Có lẽ là mình chỉ cần một kiểu như là mình nên hái thêm một quả táo nữa, phải không? Hái thêm một quả táo nữa. Ừ, con cua này nó sẽ kiểu như là
ăn quả táo này. Đó, cho nó ăn ở đó. Ui quá. Lấy quả táo ở đây được không? Lấy quả táo của nó đang ăn được không? Được này. À, cánh cửa này cuối cùng đã mở ra rồi. Ha ha. Ok, bây giờ thì dẫn con cua nhỏ này qua đây. Sau đó cho nó đứng lên đây. Ui vậy luôn đó. À, thiếu một con nữa. Hai con mới mở được. Đâu rồi nhỉ? Đi nào. Ui vậy là quả táo kia nó ăn xong rồi đấy. Nó ăn hết quả táo kia luôn rồi. Đâu rồi? Ai, chân ngắn đúng là bất lợi thật sự ấy. Đây. Đến đó ăn đi. À, thiếu cái gì đó. What? Quả táo ở đây đâu rồi? Trời đất. Nó ăn táo nhanh quá vậy. Đây nè. Ăn tiếp đi. Rồi. Bây giờ thì lấy quả táo to này. What? Mình phải thật là nhanh tay lên bởi vì là tụi này nó ăn táo rất là nhanh. Đi đâu? Đi qua đây, đi qua đây. Bạn ơi, đi qua đây. Đúng rồi. Nè, xin lại quả táo nè. Ăn ở đây nha, ăn ở đây. Đó, lên đó đứng. Oh yeah. Được rồi, bây giờ thì quả táo nhỏ hả? Được rồi. Đi đi nào, đi nào, đi nào, đi nào. À, đúng rồi. Không, không phải ở đây. Là bên này, là bên này. Mình sẽ dẫn nó lên đây. Nó đi lên được không nhỉ? Nó lên được này. À, mình cần có một con thôi hả? Đây, đứng ở đây đi. Phải để cho nó đứng chính xác. Ở đây nè, đó đúng rồi. Sau đó mình đứng lên đây, thổi nó bay qua đó. Ok. Có lên được đó không? Úi. Mình cũng không có lên được luôn. Vậy là mình cần thêm một quả nữa. Vậy là cần tới hai con cua thì mình mới qua bên đó được. Đâu rồi? Đi nào, đi nào. Đi, đi, táo này. Đi thôi. À, đi nhầm đường rồi, bên này chứ. À, mình cũng phải lên trên này luôn. Đây, giờ thì cho nó đứng ở đây này. Yeah, thành công. Đấy, đứng ở đấy đi. What, bé cua, đứng lên đi chứ. Thiếu cái gì đó nữa hả? À, vậy là mình cần lên đây nào. Gạt cái cần thử nào. Ôi được rồi này. Wow. Rồi khi hạ xuống sông nước bây giờ nó chảy qua nó ồn thật sự luôn. Rồi, bây giờ mình đến nơi tiếp theo thôi, làm sao để cho cái cánh quạt kia nó quay. Hái được rồi này. Game nó vẫn chưa hoàn thiện cho lắm. Vẫn bị lỗi một chút. Đi qua đây. Đi qua đây nào. Hehe. Bây giờ thì mình sẽ phải dẫn con cua to này đi xuống cái cầu này. Đi 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 nào, cái cầu hơi hẹp một chút, đi được không ạ? Được ha, tốt lắm. À, bây giờ thì làm sao để xuống dưới kia? Đây rồi. Mình sẽ cần phải ném quả táo đó qua đây. Yeah. Mau chóng lấy lại nó. Sau đó thì mình ném nó qua đây. Đấy, quả đó ăn đi. Yeah. Được rồi. À, con cua to này nữa. Đi nào.
mình cần con cua to đấy. Đi nào, đi nào. Ôi trời ơi, lát đấy. Đâu rồi nhỉ? Bây giờ là buổi chiều rồi. Đứng bên này ném qua cho chính xác nè. Đấy, sau đó mở cửa ra. Đó, đi qua đó đi. Rồi. Ê, con cua nó cạn được gió luôn kìa. Hay quá, được rồi. Giờ thì hái quả táo nhỏ, dẫn con cua nhỏ qua. Hình như một con là đủ rồi hả? Một con là đủ rồi phải không? Đây, táo đây, đi theo nào. Nhanh lên, trời sắp tối rồi đấy. Đúng rồi, đi nào, đi nào. Đi qua đây. Đúng rồi, bây giờ thì lên đây. Đó, đứng ở đó đi. Hê hê, xong rồi nhá. Mở cái cần gạt này lên, nó sẽ hạ cái chân nước bên kia xuống. Ơ, vậy là mình đã mở được ba cái rồi. Ba cái chân nước này nó cấp nước được nhiều không nhỉ? Wow. Làm được gì đâu. Mở được ba cái chân nước rồi. Bay cao lên nào, bay cao lên xem có gì thay đổi không nào. À, anh em ơi. Hi hi. Đây rồi, thành tích của mình. Bay nhanh lên nào. Thành tích của mình nè. Mình đã mở được ba cái chân nước dẫn đến cái cánh quạt này, nó đã quay được rồi. Yeah. Tuyệt vời thật. Đi ngắm một vòng thôi. Dù gì cũng là thành tích của mình mà. Rồi bây giờ thì mình phải đi tìm mấy viên đá còn lại. Còn thiếu bao nhiêu? Thiếu 3 viên nữa. À đây rồi. Yeah, dưới này. À, ở giữa hẻm núi này. Yeah, mừng quá. Viên thứ 18. La la la. Wow, nơi này thật sự rất là đẹp luôn. Suối, thác nước. Rồi. Đây rồi. Trời ơi. Nó nằm ở đây này. Nó nằm ở đây này. Thật sự rất là khó thấy. Nó nằm ở dưới thác nước. Đây là viên đá thứ 19. Yeah. Còn một viên nữa thôi. Thật sự những viên đá này được giấu rất là kỹ luôn. Tiếp tục nào. Bây giờ đi tìm viên đá còn lại thôi. Viên đá cuối cùng. Có cái gì đó đằng xa kia. Phải không? Phải không? Yeah. Vậy là đây là viên đá cuối cùng. Hạ cánh xuống. Trời ơi. Viên đá cuối cùng. Nó nằm ở giữa một cái ngọn đồi này. Nó nằm trên đỉnh ngọn đồi này. Nằm ở xa xa này. Ôi, vậy là mình đã tìm được 20 viên đá rồi. Thật sự rất là mất thời gian luôn. Vì là mình phải dành thời gian để mà giải mấy câu đố kia kìa. Vậy là mình còn 20 viên đá màu xanh này. Thì nó sẽ mở cái nơi, cái nơi mà có cái cơn bão nó đang bao trùm cái hòn đảo kia lại. Wow. Nơi này thật sự rất là đẹp. Bây giờ đang là buổi tối. Ok. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Nếu thứ hai thì ủng hộ mình bằng cách xem những video sau nha. Video sau thì mình sẽ đi tìm viên đá màu xanh để mà mở ra cái hòn đảo đang bị cơn bão kia nó phong ấn. Ok, bye bye anh em. Tạm biệt. Yeah.